Em ăn đi. Trời ơi. Thì ăn chả ăn bánh đa cái gì đấy, bún Tính bằng cơm rồi. cơm bún này nó cũng đều có tinh bột, cứ tính bằng tinh bột thôi. Ăn đi. Ui giời, ăn thế à? Ăn phải tập trung vào chứ. Sao em vừa ngó thấy có cái máy xay thịt thế, cái gì đây? Thế là không xay được cái gì? Này, kệ cha nó tí em xu. Này cái gì nhỉ? Thế mà em thấy ở trên Shopee em định mua nhưng em lại nghĩ lại, em bảo là thôi đấy, mà của rẻ là không ăn thua rồi. Riêng cái đồ ra rồi đừng có cần mua của rẻ. Đấy. Không xay được đâu. Thì đấy nó quay ở trên mạng như là xay đúng rồi. Thôi, nếu là xay tầm bỡ không xay được, cái lại xay được có mấy bữa là nó hỏng. Hỏng máy, hỏng. Có nghĩa là vẫn xay được thì nào cái gì? Ừ. Sao vẫn xay được thì nạc là được rồi, còn gì nữa, làm giò làm giò chả. Không mà bác xay được mỡ. Sao xay mỡ không xay được, mỡ này có cái gì đâu mà cũng không xay được. Ừ, không xay được còn nguyên miếng mỡ luôn. Ơ nhưng mà buồn cười nhỉ, mỡ đáng nhẽ nạc nó phải gần dắt chứ còn mỡ nó có vướng cái gì đâu mà dắt nhỉ. Kệ nó, cho em nghịch cái thằng này vớ vẩn. Để em nghịch tí là xu. Đang ăn nhỉ. Này mình dùng cái giữa. Ừ, từ giữa nó còn nốt lọ thuốc em giỏ nốt cho nó hết đi mà. Ngày trước nó còn còn là con vừa lên trên cái giữa là chảy nước này nhá. Suốt ngày rồi vậy ăn. À? Vậy mà xuống cái ông dưới cái đấm nhớ nhà không mọi người. Ông cứ khỏi chứ 3 lần khỏi tịch về đấy rồi. Em ra đây chữa mất 2 triệu nhưng mà khỏi rồi. Khỏi rồi. Khỏi rồi nhưng mà em tiếc cái lọ thuốc em nhỏ nốt cho nó hết đi. Khỏi rồi, nhiều đứa nó khỏi không biết khỏi có dứt điểm không. À không, nào vẫn bị lại đấy, chắc là nếu mà mình phải không được cho nó chảy nước mũi thì là nó mới không bị lại. Ừ thì đấy, thì nên đây là vừa mới thấy chảy nước mũi cái là mình phải xịt nước mũi liên tục để cho nó đỡ bị chảy nước mũi. Bình thường là nó lại hay bị cảm nước mũi. Thì đấy, do là nước mũi nó để lâu quá nó ứ đọng là nó sẽ chảy ngược vào tai, bị viêm tay giữa đấy. Mẹ em kể em hồi bé em bị thối tai liên tục. Trên đây giữa đây. Ông ấy trẻ nó không bị, ông ấy chữa nó không bị tái lại nhỉ. Ô vậy à? Giỏi thế. Ông ấy là bác sĩ quân đội về hưu. À. Không ăn hết đâu. Không ăn hết đâu. Là nó mất lại. Thịt mới là nó ngọt ăn hết ngay. Đúng rồi, đúng rồi. Úi giời, thôi Su không thể chấp nhận được nữa rồi. Su thôi. Thank you.